người đàn ông sống 82 năm chưa từng biết phụ nữ là gì. Vị tu sĩ có tên là Mihailo Tolotos. Từ lúc chào đời thì người mẹ của ông không may đã mất, nên Mihailo bị bỏ rơi trên bậc thềm của một tu viện tọa lạc tại đỉnh núi Athos. Mihailo đã được các tu sĩ nuôi lớn. Tại tu viện này có quy định là cấm phụ nữ và động vật xuất hiện trên khu vực tu viện tại núi Athos. Đạo luật này đã có từ năm 1060 và tồn tại cho đến ngày nay. Vì Mihailo ở cả đời tại tu viện, trở thành một tu sĩ và không có bất kỳ liên hệ nào với thế giới bên ngoài, cũng như việc không có người phụ nữ nào được phép đến tu viện, nên khi Mihailo qua đời ở tuổi 82, ông vẫn không biết rõ hay tận mắt chứng kiến chiêm ngưỡng hình dáng của phái nữ. Các tu sĩ ở đây thì không được phép hỏi những gì bên ngoài bức tường của tu viện. Sau khi đọc thấy thông tin này thì mấy thanh niên Việt Nam thất tình thì lại chúc mừng ông quá may mắn vì đàn bà là những niềm đau.